Tin ơi, ba bảo con này. Hay là bây giờ Con thử cái cảm giác con chặt chim nó có đau không? điên à? Con mà chặt được thì ba cho con làm BD con ạ. Không cần phải cắt con ơi, ba bảo này. Mai để ba mua con dao lam ấy. Dao tem nó chỉ có 3.000 thôi. Xong rồi về nhà ba cắt cho con ạ. Con phải trải qua được nỗi đau thể xác thì con mới làm BD được. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốcsikẹo.vn, uy tín chất lượng nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Lô. Chú đây con ơi, tao với con. Này chú bảo với con nhưng không nhờn đấy. Đừng có nhờn, con đừng có nhờn với chú. Bố phải chào hỏi tử tế. Có, chú chơi suốt ngày con ạ. Chơi nhiều là đằng khác không con. Ôi con gái nhà ai lễ phép quá nhỉ? Cháu là bạn của team. Thật bạn không? Hả? Hay là mày đùa với chú hả? Cháu là bạn của team. Ừ, cháu là con trai và cháu là bạn nó mà. Cháu ở cùng nó mà. À, thế à? Bác mới chơi thôi. Ai chỉ là vào chơi thôi à, chứ bác có biết gì đâu. Có, chú chơi suốt ngày con ạ. Chơi nhiều là đằng khác không con? Bà tụi răng này tụi nói thịt với ông luôn nè. Bà tụi nó cho tụi ba tụi tin nè, chứ phải ba tụi đâu mà vâng. Dạ. Tụi nghe. Thì tụi cũng nói bệnh là bữa tụi nói là ba tụi không cho làm YouTube á. Thì nay tụi nghe ba tụi vào để nói cho ông biết thôi, nhưng mà ông đừng nói cho tụi anh nha. Em bị gay con mẹ nó rồi. Sinh ra là con, thà sinh ra quả trứng ăn cho rồi. Chào con ơi, ba bảo rồi. Đau lòng đẻ ra đứa con, thè đẻ ra quả trứng luộc ăn xong cho rồi. Khổ lắm cơ. Về con gọi ba có gì ấy hả? Nói mà cháu làm YouTube thì con làm cái tiền con đi về đây vậy, ba chịu đấy. Tiêu. Ba đau đầu với mày quá con ạ, à. Khổ lắm. Cháu thấy đấy, cháu thấy nó bình thường mà bác. Cháu thấy đây nhưng mà con tự nhiên là không hài lòng mọi người đấy bác. Áp lực quá. Cái này là tao nói thiệt từ chứ tao không nói gì từ đầu. Cái gì? Tao bị về đây thiệt mà. Đủ, tao từng mày trêu mà. Phải, tại tao cố để khi nào mà ba tao đồng ý tao nói tụi mày giờ ba tao nó ổng cho tao làm YouTube nè. Bây giờ tao nhờ ổng vào chơi game cùng để nói thiệt với mày nè. Mày đang chơi tao không? Bố mày đang nói thật. Ba đây, sao ấy con? Tin ơi, bây giờ ba bảo con này. Hay là bây giờ ba cho con đi nghĩa vụ quân sự con ạ? Bây giờ thì chỉ có cách đấy thôi, cho con đi nghĩa vụ quân sự con ạ. Đúng rồi, bây giờ cháu phải cho đi nghĩa vụ quân sự để vào các chú rèn luyện cho, để thôi thúc cái bản năng của đàn ông thôi. Chứ cái trường hợp này nó ở nhà nhiều quá nó sinh hư ấy. Tin ơi, con làm như thế con chết ba, hàng xóm người ta nhìn vào. Khổ lắm, đẻ được mỗi đứa con trai. Xong là bây giờ có phải là ba chiều con quá nên là bây giờ con sinh hư phải không? Ba mày uy tín, có biết chơi gái bao giờ đâu. Con ơi, ba bảo này. Sao con lại như thế? Bây giờ chắc là có khi ấy là ba phải đưa con đi nghĩa vụ quân sự. Vào trong đấy, rồi là môi trường các anh các chú rèn luyện cho thì mới trưởng thành được con ạ, à, mới đàn ông được. Ôi. Tin ơi. Con nói chuyện nó bình thường cho ba nghe coi nào, khổ lắm con ạ. Sao bây giờ mày lại khóc lóc nữa, mày có để cho ba yên không ạ? À? Ba nhồi máu cơ tim ba chết ra đấy. Thì ai nuôi con khổ lắm, hay là mày lại bảo là dai nuôi mày. Áp lực quá. Ôi. Nên là bây giờ nhá, ba bảo với con này, ba đăng ký cho tin rồi ấy, là mấy nữa ấy, là bây giờ là sắp chuẩn bị đến kỳ đi nghĩa vụ quân sự rồi. Vào trong đấy các chú ở rèn luyện cho thì nó mới trở thành đàn ông được con ạ. Tin ơi, ba bảo con này,
Hay là bây giờ con thử cái cảm giác con chặt chim nó có đau không? Điên à? Con mà chặt được thì ba cho con làm BD con ạ. Không cần phải cắt con ơi, ba bảo này, mai để ba mua con dao lam ấy, dao tem nó chỉ có 3.000 thôi, xong rồi về nhà ba cắt cho con ạ. Con phải trải qua được nỗi đau thể xác thì con mới làm BD được. Áp lực quá. Áp lực quá. Hoàng tử ơi, con có lấy máu không? Chú nhiều máu lắm ấy con này. Đây này, nhiều máu lắm con ạ. Cái gì? Mà chôn với chả không chôn. Chú đây. Sao con? Thế bây giờ bác già cả rồi, bác lại đi lừa mày làm cái gì? Thôi rồi thôi. Nó giả vờ ấy cháu ạ. À. Nó giả vờ thôi. Im ê, chỗ người lớn, người ta nói chuyện, con im ý, con nói nhỏ nhỏ thôi con ạ, à. Sao cứ rú ấy cả lên ấy, ba mày đang còn ở đây mà mày cứ rú cả lên là làm sao? Ba mày có biết đi chơi gái đâu? Toàn có mở cái phim gì AV cái gì ấy. Ba mày có đi chơi gái bao giờ đâu. Ba biết tự lượng sức mình mà. Cái thằng hoàng tử kia nó sinh ra vào cái giờ đang nghi ở tin ơi. Chơi game thì bé bé mồm thôi. Dạo này ba không còn vui vẻ như trước nữa đâu. Nói ít thôi. Con ơi, dọn đồ trong đêm đi con ạ. Tần tra ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng suối xanh đầu nguồn. Cháu ơi, cháu làm cái gì đấy? Làm sao ấy hả hai đứa? Bác phải báo mày bao nhiêu lần, khổ thật thế. Thôi, mệt mỏi quá, áp lực quá. Áp lực quá. Mày đừng có mà sang đây, cút cút. Bà cứ đây. Bye, bà đừng có nhồi máu kia tin nha, cũng chở lắm á. Con ơi. Con đang nói chuyện với ba, con nói chuyện nó thẳng hoi, nó tử tế rồi coi nào.